Trung Khang kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ Ba ngày 23 tháng 2 năm 2016. Mở đầu phần tin tối nay, thưa quý vị, luật sư bào chữa cho blogger anh Ba Sam Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy tiếp tục làm kiến nghị kêu gọi cơ quan chức năng Việt Nam trả tự do cho họ. Kiến nghị mới nhất do luật sư Hà Huy Sơn gửi cho chánh án tòa án và viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội được đưa ra sau hơn một tháng hoãn phiên xử ngày 19 tháng Giêng vừa qua. Vào sáng ngày 23 tháng 2, luật sư Hà Huy Sơn cho Đài Á Châu Tự Do biết trước hết cơ sở của văn bản mới nhất ông gửi đi. Bản thân chúng tôi đã từng có kiến nghị và từng có những cái tố cáo về cái chuyện giam giữ không có pháp luật hay là trái pháp luật thuộc về trách nhiệm của chánh án tòa án thành phố Hà Nội. Sau cái yêu cầu cái kiến nghị trả tự do mới giờ ngày 16 tháng 2 thì nếu mà không nhận được cái sự trả lời thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm đơn tố cáo. Xin được nhắc lại, ông Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy điều hành trang blog Anh Ba Sam. Đây là trang blog đưa những tin tức Việt Nam, đặc biệt là những tin mà cơ quan chức năng Việt Nam cho là nhạy cảm, ít được truyền thông nhà nước loan tải. Trang blog này thu hút được nhiều độc giả. Nhà hoạt động nữ Trần Thị Nga tiếp tục bị sách nhiễu bởi lực lượng an ninh theo dõi bà trong thời gian qua. Vào tối ngày 21 tháng 2 vừa qua, bà và hai con lại bị đổ mắm tôm. Ngày hôm qua, bà có gọi điện cho Chủ tịch tỉnh Hà Nam, nơi bà hiện cư trú để thông báo tình hình, nhưng không được trả lời thỏa đáng. Bà Trần Thị Nga cho biết. Ngày hôm qua, tôi có gọi điện cho ông Chủ tịch tỉnh Hà Nam là Nguyễn Xuân Đông. Thì tôi có nói về cái chuyện là tại sao công an của tỉnh Hà Nam này đi đổ mắm tôm vào hộ trẻ con, thú trẻ con như vậy. Thì sau khi tôi nói đến cái tên của tôi là Trần Thị Nga, ở số nhà 254 đường Trần Thị Phúc, thành phố Phủ Lý, Hà Nam, thì lập tức ông ta bảo, ồ, chỗ đấy là có vấn đề đấy. Thì tôi có hỏi là vấn đề gì? Thì ông ta bảo là bây giờ ông ta chỉ có thể nói là ở chỗ như tôi có vấn đề. Xin được nhắc lại, bà Trần Thị Nga từng là một công nhân xuất khẩu lao động làm việc tại Đài Loan. Sau khi trở về nước, bà giúp một số công nhân tố cáo tình trạng bị môi giới lừa đảo, bị bạc đãi ở xứ người. Bà tiếp tục tham gia hoạt động đấu tranh cho quyền con người và liên tục bị canh giữ, theo dõi và từng bị hành hung đến thương tích. Tiếp tục phần tin tức tối nay, thưa quý vị, Trung Quốc có thể đang lắp đặt một hệ thống radar tần số cao trên đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa. Cơ quan sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của Viện Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington DC, Hoa Kỳ, hôm qua cho biết các hình ảnh vệ tinh cho thấy dàn radar được Trung Quốc xây dựng trên đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp có diện tích khoảng 21 hectare đã gần hoàn tất. Đây là một trong 7 đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trong thời gian vừa qua ở quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp giữa các nước trong khu vực. Báo cáo của CSIS cho biết hai tháp radar được xây dựng ở mạng bắc đảo nhân tạo Châu Viên và có độ cao khoảng 20 mét. Theo CSIS, dàn radar này có thể giúp gia tăng đáng kể khả năng giám sát của Trung Quốc đối với tàu bè và máy bay đi qua vùng phía nam Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay cho biết bà không biết chi tiết về thông tin này, nhưng bà cũng khẳng định Trung Quốc có toàn quyền xây dựng trên lãnh thổ của mình và triển khai các phương tiện quốc phòng hạn chế tại khu vực này. Và cuối cùng, thưa quý vị, toàn bộ thị trường bán lẻ của Việt Nam có nguy cơ rơi hoàn toàn vào tay các công ty Thái Lan sau khi một công ty Thái có tên Burley Joker BJC bày tỏ mong muốn mua lại chuỗi siêu thị bán lẻ Big C của Pháp tại Việt Nam. Hồi tháng trước, một công ty của Thái Lan khác là TCC Holding Co. đã chính thức mua chuỗi siêu thị Metro Cash and Carry Việt Nam từ tập đoàn bán lẻ Metro Group của Đức với giá hơn 712 triệu đô la. Đây là tập đoàn có 19 cửa hàng bán sỉ rải khắp Việt Nam. Tờ Tuổi Trẻ mới đây trích lời của bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao cho biết, nếu chuỗi siêu thị Big C được bán cho Thái Lan, điều này có nghĩa là toàn bộ thị trường bán lẻ của Việt Nam đã nằm trong tay các công ty Thái Lan. Hồi năm 2013, công ty BJC cũng đã mua chuỗi cửa hàng Family Mart của Nhật tại Việt Nam và đặt lại tên là Beast Mart. Theo bà Vũ Kim Hạnh, với kênh bán lẻ trong tay, các nhà đầu tư Thái có thể dễ dàng cắt giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh và điều này sẽ gây khó khăn cho hàng Việt Nam muốn đi vào các chuỗi bán lẻ do Thái quản lý. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Trung Khang xin kính chào tạm biệt.